Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu vừa tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 12. Hơn 300 cán bộ chủ chốt của thành phố Vũng Tàu và các xã phường trên địa bàn thành phố được phổ biến quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, gồm nghị quyết số 07 về chủ trương giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Nghị quyết số 08 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chỉ thị số 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Và kết luận số 11 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 08 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu phát lời kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên ủng hộ đồng bào miền Trung chịu thiệt hại do cơn bão số 10 vừa qua. Tại hội nghị, các đại biểu đã ủng hộ hơn 27 triệu đồng. Số tiền này sẽ được Thành ủy Vũng Tàu giao về cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để khẩn trương chuyển đến hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.